chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chiếc túi lục lạc pom pom này nha. Gọi là lục lạc pom pom bởi vì cái khoai của nó mình làm từ cái lục lạc những cái em bé. Còn đây là những hạt pom pom. Thì chạc để móc cái túi này mình đã đăng ở trên Play Kuni Handmade. Nhưng mà hôm nay mình quay video này để dành cho những bạn mà chưa có biết đọc chạc, hoặc là đọc lại chạc chưa rành, hoặc là mới học móc nha. Thì cái túi mà mình làm á, mình sử dụng là len nicotine loại 1 để cho cái mũi móc á nó nổi lên như vậy, thì mình nghĩ là sẽ đẹp hơn. Nhưng mà khi mà mình đăng lên thì có nhiều bạn hỏi là tại sao không dùng sợi dệt, thì mình nghĩ là dùng sợi dệt cũng ok. Nhưng mà nếu như các bạn dùng sợi dệt đó, thì đối với cái bài chạc mà mình đăng lên á, thì các bạn sẽ phải tăng số hàng lên thì nó mới có thể to bằng cái miếng canvas. Thì nguyên liệu để làm chiếc túi này á, là gồm có sợi, thì mình nghĩ là một cuộn là đủ rồi, một cuộn sợi dệt, hoặc là đối với len nicotine loại 1 thì chưa tới một cuộn nha. Rồi với quai thì là cái để làm lục lạc dành cho em bé. Đây là size đường kính 7 cm. Mình quên lấy ở đây rồi. Ở đây có canvas hình tròn, canvas hình tròn đường kính 11 cm, kim móc thì đối với cả hai loại này mình sẽ sử dụng kim móc số 4 nha. Để cho cái túi của mình nó sẽ được đúng dáng hơn ha, 4 mm. Rồi có móc đánh dấu, kéo, kim để lát nữa mình kho pom pom này, và pom pom thì ở đây mình để hết một khối bọc, nhưng mà thực tế là lát nữa mình sẽ xem thử là cái màu nào nó sẽ hợp với cái cuộn sợi của mình ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm phần đáy trước, thì mình sẽ làm một cái vòng tròn ma thuật nha. Thì ở đây mình sẽ làm chậm lại để cho những bạn nào mà chưa biết làm vòng tròn ma thuật thì có thể học luôn ha. Thì mình sẽ quấn hai vòng bằng ngón tay cái, sau mình sẽ giữ len lại nha. Đó, hai vòng một cũng tay trái và giữ len lại, sau đó mình sẽ đưa kim vào, mình sẽ lấy sợi lên và kéo qua. Mình sẽ làm lại nha, hai vòng giữ sợi lại, đưa kim qua, kéo sợi qua. Rồi ha, mình sẽ đến được một cái vòng ma thuật. Thì đầu tiên là mình sẽ đi 6 mũi ít nha. Mũi ít là các bạn đưa kim qua, để kim ở trên với sợi chỉ, hai sợi và kéo qua là được 1. Tiếp tục 2 6 ha. Rồi mình sẽ tiến hành, mình rút lại, rút cái vòng ma thuật lại. Thì ở đây mình sẽ kéo thử cái sợi dây bên ngoài nè, sợi thừa sợi này nè đó, thì mình thấy có một sợi chạy, thì mình sẽ đưa tay vào đúng cái sợi mà để nó chạy á, mình kéo thì cái sợi còn lại nó mới thu nhỏ lại đây. Rồi sau đó mình dùng cái mình kéo sợi thừa đi ha. Rồi đây là mình đã kết thúc được một cái hàng thứ nhất. Thì các bạn có thể kết hàng hoặc là không kết hàng, và ở đây thì mình sẽ không kết hàng bởi vì mình không thích nó có cái đường thẳng của cái kết hàng. Thực ra thì mình cũng nghiệp dư thôi, cho nên là mình không biết làm cách nào để cho mà nó có thể biến mất cái chỗ kết hàng đó, nên là nếu như bạn nào biết thì có thể chỉ cho mình ha. Rồi mình sẽ bắt đầu tiếp hàng tiếp theo nha. Hàng tiếp theo là mình sẽ đi 6B, tức là 2 mũi đơn và 1 chân móc. Đây nha, sẽ 2 mũi đơn đúng không? 1
bởi vì là mình không có làm khách hàng cho nên là mình sẽ dùng cái đánh dấu, mình đánh dấu để mình biết, mình sẽ thói quen của mình thôi, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi đầu tiên này để mình biết. Rồi tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình đi thêm 5V nữa ha, tức là 10 5 lần của cái hai cái mũi đơn và trung chân. 1 2 tiếp nha, 1 2 mình đã có đủ rồi, mình sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ha, 12. Rồi các bạn có thể dời cái đánh dấu này theo từng hàng các bạn móc, hoặc là các bạn có thể để nguyên mà mình sẽ để ý là được. Nhưng ở đây thì mình sẽ giờ để các bạn dễ nhìn ha. Mình sẽ bắt đầu lên hàng thứ hai là 1x1V, tức là một mũi đầu tiên là một mũi đơn ha. Mình sẽ giờ cái đánh dấu lên. Rồi mũi tiếp theo sẽ là hai mũi đơn vào chung một chân, 1 1 2. Rồi mũi tiếp theo lại là một mũi đơn, 1. Mũi tiếp theo hai mũi đơn chung chân, 1 2. Cứ thành như vợ 6 lần ha, 1 1 2. Đến hết hàng luôn, 1 rồi lại 1 2. Tiếp theo một mũi đơn, rồi hai mũi đơn chung chân, vậy là mình đã kết thúc hàng thứ hai. Rồi mình sẽ tiếp tục lên hàng thứ ba. Hàng thứ ba ở đây đáng lẽ là mình sẽ có là 1x1V, 2x1V, 3x1V tăng dần, nhưng mà bởi vì nếu mà mình làm như vậy thì nó sẽ ra một cái hình, thử coi 6x thì nó sẽ ra hình lục giác, lục giác hay ngũ giác gì đó, thì nó sẽ có cạnh để nó là hình tròn. Thì các bạn nào mà làm mũ cũng biết rồi, tức là mình sẽ phải tạo mũi. Thì hàng tiếp theo sẽ là 2x1V, mình sẽ tạo ra thành 1x1V ha, tức là mình sẽ chia ra. Đầu tiên á, mũi đầu tiên của mình sẽ là 1x, là một mũi đơn. Rồi các bạn kéo cái đánh dấu lên nha. Rồi xong rồi tới 1V nha. Đó. Đúng không? Xong tiếp tục đến 1x. Đó. Rồi lại được một cột. Mình sẽ làm 6 lần như vậy. Tiếp theo là 1x, 1V, 1 2. Rồi tiếp tục là 1x. Rồi tiếp theo lại là 1x, 1V, 1x ha. Tiếp tục 1x, 1V, 1x. Tiếp theo lại là 1x, 1V,
cực 1x 1v 1x. Vậy là mình đã kết thúc hàng thứ 3. Nãy giờ mình có quên mất là cách tính số mũi cho mỗi hàng. Thì đầu tiên á, mình bắt đầu với là 6 mũi đơn. Thì sau khi sang hàng thứ 2 là mình sẽ tăng thêm 6 mũi đơn nữa thành 12 mũi đơn. Sang hàng thứ 3, tức là kết thúc cái hàng thứ 3 này, mình sẽ có được 18 mũi đơn. Và cứ như vậy, các bạn cứ mỗi một hàng lên thì các bạn sẽ cộng thêm 6 ha. Rồi hàng thứ 4 sẽ là 3x1v. Rồi mình cũng tiếp tục 1x. Giờ mũi giờ mũi đánh dấu lên 1 đúng không? Tiếp nè, 2, 3, rồi đến 1V, 1, 2 mũi chân chân ha. Và tiếp tục nè, 1, 2, 3, 1V, ha. Tiếp tục 1, 2, 3, rồi lại 1V. Tiếp tục 1, 2, 3, rồi 1V. Tiếp tục 1, 2, 3, rồi 1V. Tiếp tục 1, 2, 3, 1V. Là giáp hàng ha. Thì kết thúc cái hàng thứ 4 này, mình sẽ có được là 24 mũi. Tiếp tục lên hàng thứ 5 sẽ là 4x, đúng không? Thì mình sẽ chia đôi ra là 2x, 1V, 2x. Thì mũi đầu tiên mình sẽ giờ mũi đánh dấu lên, tại mình được 1x. Rồi 1V nha, 1, 2, 1V nè, 1, chân chân ha. Và tiếp tục 2x đó, rồi để 2 cực lại ha. Tiếp tục 1, 2, rồi tới 1V. Rồi 1, 2, 1, 2, và tới 1V. 1, 2, theo lại, tiếp tục 1, 2, và lại 1V tiếp. 1, 2, tiếp tục 1, 2, 1V tiếp. Một, hai, vậy là hết hàng thứ mấy ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như là hàng thứ 7. Thì hết hàng này mình sẽ có được 30 mũi đơn. Rồi hàng tiếp theo sẽ là 5x1V nha. Rồi mình sẽ tiếp tục giờ nè, 1x rồi đúng không? Giờ lên, tiếp tục 2x, 3x, 4x, 5x,
V. Ha. Tiếp tục 1 2 3 4 5 1 V. Ha. Tiếp tục 1 2 3 4 5 1 V. Video này mình sẽ không có dừng lại, kiểu các bạn mình làm đầu hàng xong rồi các bạn làm đến cuối hàng, mình sẽ làm luôn nên có thể video nó khá là dài. Nhưng mà như vậy thì những cái bạn mà mới móc á sẽ có thể theo được, nghĩ là dễ hơn. Này. Tiếp tục nha. 1 2 3 4 5 1 V nha. 1 2 rồi. 1 2 3 4 5 V. Kết thúc hàng này mình sẽ có 36 mũi. Anh các bạn cứ đếm đủ 36 mũi là được. Thì nó sẽ rất là tròn. Thì nếu như mà bạn nào mà không muốn không có canvas tròn mà làm sợi dệt thì mình nghĩ cũng không cần nẹp canvas đâu. Nếu như mà nẹp nẹp canvas thì sẽ thấy cái túi của mình nó cứng hơn, nó đứng hơn thôi. Còn không nẹp thì cũng được. Mình nghĩ là cũng được. Tiếp nha. Hàng tiếp theo sẽ là 6x1V, mình sẽ chia vô làm 3x1V, 3x. Mũi đầu tiên 1 giờ mũi lên. 1 2 3 1V nha. 1 V. Tiếp tục 1 2 3 1 cộng ha. Tiếp nè. 1 2 3 1 V nha. 1 V. Tiếp 1 2 3 kết thúc cộng 2 ha. Tiếp nè. 1 2 3 V nè. 1 V. Tiếp nha. 1 3, kết thúc cộng 3, cộng 4 nè. 1, 2, 3, 1 V. 1, 2, 1, 2, 3, kết thúc cộng 4 ha. Cộng thứ 5 nè. 1, 2, 3, V. Kết thúc hàng này mình sẽ có 42 mũi móc. Rồi, mình sẽ lên hàng tiếp theo là 7x1V. Rồi, cũng lên một mũi. Giờ mũi nhớ lên. 1 2 3 4 5 6 7 1V. 1 B. Tiếp 1 2 3 4 5 6 7 B. Tiếp 1 2 3 4 5 6 7 V. Tiếp
tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 B. 1 2 3 4 5 6 7 B. Kết thúc hàng này mình sẽ có 48 mũi. Cái hàng tiếp theo nha, hàng tiếp theo là 8 thì mình sẽ chia là 4x 1V 4x. Mình cũng lấy mũi đầu tiên. 1 một rồi đúng không? 2 3 4 1 V nha. 1 V tiếp. 1 2 3 4 thì xong được cụm đầu tiên. Tiếp là cụm thứ 2. 1 2 3 4 1 V. 1 2 3 4 xong cụm thứ 2. Tiếp 1 2 3 4 1 V. 1 2 3 4. Vậy là xong cụm thứ 2 nha. Đúng không? Xong cụm thứ 3 nha. Cụm thứ 4 nè. 1 2 3 4 1 V. 1 V. 1 2 3 4 xong cụm thứ 4 ha. Hôm nay không có cái chụp cho nên mình bị gỡ. Sorry. Xem cụm thứ 5 ha. Rồi cụm cuối cùng nè. 1 2 3 4 1 2 B. 1 2 3 4. Rồi kết thúc hàng này mình sẽ có 54 mũi móc. Rồi chuẩn bị qua hàng tiếp theo nha. Hàng tiếp theo sẽ là 9x1V. Mũi đầu tiên mình cũng dời cái đánh dấu lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1V nè. 1 V tiếp nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V nè. 1 2 3 4 5 6
9 về. Tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 về nha. 1 về. Tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 về. Về. Rồi, tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 về. Kết thúc hàng này thì mình sẽ được 66 mũi. Tiếp ha. Mình sẽ lên tiếp hàng tiếp theo là 10 x 1 V sẽ là 5 năm nha. Rồi, 1 mũi x dời. Móc đánh dấu ha, 1 rồi đó. 2 3 4 5 V nha. V. 1 2 3 4 5 và là xong cụm thứ nhất. Sang cụm thứ hai nha. 1 2 3 4 5 1 V nè, 1 V. Tiếp. 1 2 3 4 5 xong cụm thứ hai. Cụm thứ ba. 1 2 3 4 5 1 V. 1 2 3 4 5 xong cụm thứ ba. Tiếp. 1 2 3 4 5 V nè. 1 V. 1 2 3 4 5 xong cụm thứ tư. Một hai ba bốn năm b b lấy sợi hơi bị nhiều nè nên là nó bị rối.